Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 47, làm quen với chữ số La Mã. Chúng mình vào phần khám phá, quan sát tranh, xem trong nội dung của tranh có gì nào. À, đây là bạn Nam, đang nói chuyện với bạn robot và có một chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này được ghi số rất là đặc biệt. Bạn nam nói rằng tớ không biết xem đồng hồ này. Bạn robot nói đồng hồ dùng chữ số La Mã để ghi số đấy. À vậy là những số được ghi ở trên mặt đồng hồ này chính là số La Mã. Ngày xưa người La Mã dùng các số La Mã này để ghép thành số. Vậy bài học hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu về số La Mã. A. À, một số chữ số La Mã thường dùng. Số 1 chính là chữ Y ngắn viết hoa. Số 5 chính là chữ V viết hoa, chữ in hoa. Số 10 chính là chữ S viết bằng mẫu chữ in hoa. Số 1, số 5, số 10. Chúng mình nhìn trên mặt đồng hồ, đây là số 1, số 5, số 10. Các số La Mã từ 1 đến 20 được ghép bởi số 1, số 5 và số 10. Số 1 chính là một nét chính là chữ y viết hoa in hoa. Số 2, số 5 là chữ v, số 10 là chữ s. Y v s. Y v x đọc y v s bằng mẫu in hoa. Số 2 được ghép bởi hai số 1 Số 2 thêm một số 1 nữa thành số 3. Số 5 tạo thành số 4 bằng cách 5 và viết 1 vào bên trái thành 4. Số 5 viết thêm 1 vào bên phải thành 6. 6 viết thêm 1 vào bên phải thành 7. 7 viết thêm 1 vào bên phải thành 8. Số 10 viết thêm 1 vào bên trái thành 9. Vậy là tạo từ số 1 đến số 10 bằng số la mã. 1 thêm 1 bằng 2. 2 thêm 1 bằng 3. 5 thêm 1 vào bên trái. Viết 1 vào bên trái thành 4. 5 viết 1 vào bên phải thành 6. 6 viết 1 vào bên phải thành 7. 7 viết 1 vào bên phải thành 8. 10 viết 1 vào bên trái là 9. Chúng mình đọc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bây giờ chúng mình sẽ tạo số 11 cho đến số 20. Số 10 thêm 1 vào bên phải thành 11. Số 10 thêm 2 vào bên phải thành 12. 10 thêm 3 vào bên phải thành 13. 10 viết 4 vào bên phải thành 14. 10 viết 5 vào bên phải thành 15. 10 viết 6 vào bên phải thành 16. 10 viết 7 vào bên phải thành 17. 10 viết 8 vào bên phải thành 18. 10 viết 9 vào bên phải thành 19. 10 viết 10 vào bên phải thành 20. Vậy là chúng ta đã tạo được số 1 đến số 20 bằng số La Mã mà người La Mã ngày xưa dùng để tạo số. Quy tắc hình thành số La Mã. Các chữ số I, S không được lặp lại quá 3 lần. Chữ V không được lặp lại quá một lần trong một số. Khi thêm chữ Y vào bên trái chữ V hoặc X thì giá trị của Y. Khi thêm 1 vào bên trái của 5 hoặc 10 thì giá trị của 5 hoặc 10 sẽ giảm đi một đơn vị. Ví dụ 5 viết 1 vào bên trái bớt một đơn vị còn 4. 10 viết 1 vào bên trái bớt 1 đơn vị còn 9. Khi thêm y vào bên phải của 5 hoặc 10 thì giá trị y của 5 hoặc 10 sẽ tăng thêm 1 đơn vị. 5 viết 1 vào bên phải tăng thêm 1 đơn vị là 6. 10 viết 1 vào bên phải tăng thêm 1 đơn vị là 11. Vậy thêm vào bên trái là trừ, thêm vào bên phải là cộng thêm. một viết thêm một vào bên phải là cộng một bằng hai một viết thêm hai vào bên phải là thành ba năm viết thêm một vào bên trái là trừ một đây là bốn năm viết thêm một vào bên phải là cộng một là sáu mười viết thêm 10 vào bên phải là cộng thêm 10 là 20. 10 20 viết thêm 1 vào bên phải thành 21. Chúng mình chuyển sang phần hoạt động. Bài 1, mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ? Đồng hồ A 1 giờ. Đồng hồ B 5 giờ. Đồng hồ C 9 giờ. Đồng hồ D 10 giờ. Bài 2, chọn cặp số và số La Mã thích hợp. Số 13, số 15, số 11, số 17. Rất dễ dàng chúng mình làm được bài 2. Bài 3, phần A, đọc các số La Mã sau. 6, 5, 8. 2 11 9 Phần B, viết các số từ 1 đến 15 bằng chữ số La Mã. 1 5 10 1 thêm 1 bằng 2, 2 thêm 1 bằng 3. 5 viết 1 và bên trái là 4. 5 viết 1 và bên phải là 6. 6 viết thêm 1 và bên phải là 7. 7 viết thêm 1 và bên phải là 8. 10 viết 1 và bên trái là 9. 10 viết 1 và bên phải là 11. 10 viết 2 và bên phải là 12. 10 viết 3 và bên phải là 13. 10 viết thêm 4 vào bên phải là 14. 10 viết thêm 5 vào bên phải là 15. Vậy là chúng ta viết các số từ 1 đến 15 bằng chữ số La Mã. Tiết 2 luyện tập. Bài 1. Dùng que tính có thể xếp thành các số la mã như hình bên. A. dùng 5 que tính hãy xếp thành số 8. Dùng 13 số 13 bằng chữ số la mã. B. Để xếp được 3 số 9 bằng chữ số la mã thì dùng hết mấy que tính. Chúng mình suy nghĩ để chúng mình làm bài. Phần A. Dùng 5 que tính, hãy xếp thành số 8. Vậy, và số 13, chúng mình có xếp được như thế này không? Thật là dễ đúng không? Phần B, để xếp được 3 số 9 bằng chữ số la mã thì dùng hết mấy que tính. Ta cần 3 que ta cần 3 que tính để xếp được một số 9. Vậy 3 số 9 thì cần 9 que tính. Cô sửa lại que tính, que diêm thành que tính. Vậy là chúng ta phải sử dụng 9 que tính để xếp được 3 số 9. Bài 2. Phần A tìm số La Mã thích hợp. Phần B sắp xếp các số La Mã theo thứ tự từ bé đến lớn. Chúng mình suy nghĩ để làm bài. Phần A. Đây là số 12, số 13, số 14, số 15, số 16, số 17 và số 18. Đây là các số La Mã từ số 12 đến số 18. B sắp xếp các số La Mã này theo thứ tự từ bé đến lớn. Đây là số mấy? Số 13, số 17, số 12, số 18. Vậy số bé nhất là số 12. Sau đó đến số 13, đến số 17 và đến số 18. Bài 3. Chọn đồng hồ điện tử thích hợp với đồng hồ mặt trời. Bạn robot nói rằng bóng của kim chỉ vào 2, lúc đó là 14 giờ. Chúng mình quan sát đây là đồng hồ mặt trời. Mặt trời hàng ngày di chuyển cho nên là kim đồng hồ cũng sẽ di chuyển. Cái bóng của kim đồng hồ chỉ vào số nào thì đó là số giờ hiện tại thời điểm đó. Ở đây đồng hồ này chỉ số mấy đây? Đồng hồ chỉ 8 giờ thì chính là đồng hồ C. Đồng hồ A chỉ vào số 2, tức là 14 giờ. Đồng hồ B chỉ vào số 6, tức là 6 giờ. Đồng hồ C chỉ vào số 8, tức là 8 giờ. Bóng của kim chỉ vào số nào thì đó là số giờ ở thời điểm đó. Hiện nay thì chúng ta không sử dụng đồng hồ này để xem giờ vì là có ngày nắng nhưng không có những ngày không nắng không có mặt trời thì sẽ không xem được đồng hồ đúng không nào vậy hiện nay có rất nhiều đồng hồ hiện đại và rất là đẹp đúng không đồng hồ điện tử đồng hồ mặt đồng hồ số vân vân tuy nhiên cô giáo cũng giới thiệu cách xem đồng hồ dựa vào mặt trời bóng của kim đồng hồ để chúng mình biết chỉ còn hiện nay trong cuộc sống thực tế thì chúng mình không sử dụng đồng hồ này để xem giờ. Bài số 4. Tìm đường đi cho chú Linh Dương đến hồ nước, hồ uống nước theo thứ tự các số La Mã từ 1 đến 20. Đây là chú Linh Dương. Đây là hồ nước. Linh Dương phải đi theo các số La Mã từ 1 đến 20 để đến được hồ nước uống nước. Chúng mình hãy cùng giúp bạn Linh Dương nào. Nào, số 1. Số 2. Số 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16 17 18 19 20 Vậy là chúng mình đã giúp chú Linh Dương đến hồ để uống nước rồi. Xin cảm ơn các bạn. Bài học của chúng mình đến đây là hết bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan để nhận được thêm nhiều video nữa của cô để học. Chúng mình có thể bấm vào đường link dưới phần mô tả cô gửi cả bộ video toán tiếng Việt lớp 3 mới. Hoặc chúng mình bấm tên bài học, sau đó bấm thêm chữ cô Lan Hải Bối là chúng mình tìm thấy video của cô để học. Hoặc chúng mình bấm vào danh sách phát ở trang Youtube cô Lan Hải Bối để xem các bộ video đầy đủ theo hệ thống kiến thức bộ toán, tiếng Việt, đề thi học kỳ, luyện viết chữ đẹp, vân vân. Xin chào và hẹn gặp lại.